em xem đúng channel rồi đó. Rất nhiều bạn đặt câu hỏi là làm sao để tải shadow pack đẹp như anh, hoặc là shadow pack nhìn chân thật này nọ. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để tải về shadow pack. Và bây giờ á, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải về shadow pack mà mình đang dùng kiểu nó chân thật này nọ. Thì đây, đây là cái mà mình dùng nè anh em. Đó, cái shadow pack này thì ở trong đó nó sẽ chứa hết tất cả cái shadow mình đang dùng, mà các shadow đó anh em cũng đang thắc mắc là sao nó đẹp này nọ đó. Thì ok, sau khi mà anh em vô cái đường link mà mình để dưới cái phần mô tả rồi, thì anh em bấm vô cái chữ download để giúp mình nha. Rồi nó hiện lên quảng cáo này, tắt đi. Rồi dưới cái khung ở dưới đây á, thì nó hiện lên một cái shadow pack số 1 này, hồi nãy mình tải rồi, thì giờ nó tải lại thì để số 1. Rồi ok, sau khi mà anh em tải xong rồi, anh em nhấn vô cái cục phải ở đây và anh em bấm vô hiển thị trong chuyên mục thì đó, nó sẽ hiện ở trong này. Tới cái bước thứ hai của chúng ta, đối với những bạn đang xài mà tê lau trơn á, thì anh em bấm vô đây thôi là được rồi. Đó, anh em bấm vô đây nó sẽ ra một cái file của Minecraft. Rồi nếu mà đối với mấy cái anh em dùng tê lau trơn thôi nha, còn mấy anh em nào không dùng á thì anh em bấm vô cái nút start ngay trước ngay cuối này nè. Rồi anh em bấm cho mình là cái chữ là app data, anh em nhấn enter một cái. Rồi đó, nó cũng sẽ ra một cái file Minecraft rất là nhanh. Rồi sau khi mà anh em mở cái file lên rồi, anh em bấm vô cái phần Minecraft. Rồi anh em kiếm cái chỗ mà shader cho mình nha. Ví dụ như máy anh em nào không có shader pack nè, thì anh em đó, anh em bật cái này lên giúp mình. Ví dụ như anh em mà không có, anh em không có cái file này đi đúng không? Đó, anh em bật cái này lên thì ở trong này anh em lôi hết qua đây cho mình là xong. Đó, khi anh em lôi hết qua đây thì tất cả cái shader nó sẽ nạp thành này, mình sẽ để nó trong này nè. Đó, mình đã để hết toàn bộ ngay trong này luôn, không khác cái gì hết. Nên anh em đừng có thắc mắc ha. Đó, toàn bộ luôn nha mọi người. Sau khi mà anh em kéo được cái file nó vô rồi đúng không? Anh em dùng cái Optifine cho mình nha. Optifine hoặc là Forget Optifine, một trong hai cái thì anh em chọn cái phiên bản nào cũng vậy hết. Mình chọn Forget Optifine hoặc là Optifine. Rồi, thì mình sẽ chọn Optifine cho máy mình nó mượt. Rồi mình sẽ bắt đầu vào game mình thử cho anh em xem. Ok, sau khi anh em vào game rồi á thì đây là lúc mà nó chưa có shader nè anh em. Nó chưa có gì hết và nhìn nó rất là bình thường đúng không? Nó cũng không có gì đẹp hết. Và anh em bấm cái nút Explorer nhé. Rồi bấm vô phần Option. Rồi bấm vô cái Video Setting. Rồi bấm vô shader. Đó, nó sẽ ra tất cả các shader mà mình đã có trong máy. Thì sau khi anh em lôi vô nó sẽ đi chang mình. Rồi cái phần shader mà đẹp nhất theo mình đó nha, nó đẹp nhất thì mình đang là mình sẽ dùng cái CUDA shader này. Anh em thấy không? Thấy không? Anh em thấy nước như thế nào? Rồi mặt trời ở đây nè, nước nó phản chiếu lại nè. Đó, anh em thấy không? Nước nó chân thật không? Nè, đấy. Mấy cái lá cây này nó đung đưa theo gió, nó đung đưa xong rồi nó ngưng, nó xong nó đung đưa tiếp. Đấy, anh em, đẹp cực kỳ luôn. Theo mình á thì mình sẽ chấm điểm cho cái thang điểm này chính. Cái phần CUDA này đẹp cực kỳ. Đó, đối với anh em nào thích nước thì anh em cứ xài cái shader này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua shader CS Ultra. Thì cái này mình sẽ chấm từ thang điểm 7, tại vì nó bình thường thôi. Đấy, nó không có cái mặt nước ở đây nó không có chân thật như mặt nước kia. Kiểu nó trong thôi, nó yên bình thôi, nó không có động đậy hết, mình thấy cũng bình thường, không có gì đẹp. Nhưng mà đổi lại á là cái ánh mặt trời này nó rất là chói, nhìn nó thật nè anh em. Mây nè, đó. Cỏ rồi nắng chiếu nè, anh em thấy không? Cỏ phản chiếu nè, dưới đây nó, dưới đây nó tối, ở đây nó sáng nè. Đấy, mình nên chấm thang điểm 7 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử đặt một cái lock gì đó ra cho anh em xem thử. Đó thấy không? Đặt ở đây nó sáng mà ở đây tối lại nè. Đây. Mình đi ra thì quay về hướng mặt trời nó cũng không sáng luôn. Đó anh em nè, quay về hướng mặt trời, ồ nó sáng được miếng. Ok, mình sẽ tới cái shader thứ hai. À, thứ ba. Là cái Extreme. Thì cái Extreme này thế nào nhưng mà mình thấy nó kiểu như dành cho máy mạnh thôi nha. Trời nó thì cái máy này mà không mạnh thì nó rất là lắc. Đây. Nó cũng như shader kia, mặt nước thì nó cũng không đẹp gì mấy. Rồi xung quanh thì nó cũng tạm tạm, nhìn cũng mình chấm nó 7 thôi. Đó. Shader mình không có thường dùng cho lắm, mình không tải gì nữa. Nếu anh em có cần dùng thì anh em cứ dùng nha. Nhưng mà đây là dùng cho máy mạnh nha, vì đây là mình xài phiên bản Extreme, nó cực kỳ lắc. Extreme nha, nó lắc lắm. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới cái Doctor Rig Shader 2 là cao á, mình chưa có đụng tới Extreme. Rồi cái shader này nó hơi chân thật ở một chỗ á, là nó tạo bóng mà nó tạo cái độ bóng và độ mờ. Đó anh em, khi mà anh em nhìn bên này thì cái chỗ cái cát của anh em á thì nó sẽ mờ đi. Khi anh em nhìn nó cát thì xung quanh nó sẽ mờ đi. Đó. Nó như con mắt ở ngoài đời của chúng ta vậy á. Đó anh em thấy không? Được, nó được cái phần ở đây thì được cái phần này nhất. Nhưng mà kiểu như dành cho mấy bạn livestream hay là quay video thì nó không có hợp. Thì sợ người xem bị đau mắt á, có những bạn không thể nhìn kiểu như nhìn vô nó bị đau mắt này nọ. Rồi nước ở đây á thì nó cũng nè, cũng như bình thường á anh em. Mình thấy chả gì đẹp hết. Mình sẽ đi xuống nước. Nước ở đây nó tối cực kỳ tối luôn. Âm u thì mình thấy được cái phần đó thôi. Thì mình chấm cái này 6 thôi nha. Rồi mình sẽ tới trung cấp tích 2 thì đó, nó cũng giống như cái phần nó, thì theo mình á nó cũng giống như cái phần CS thôi. Nhưng mà được cái nước ở đây là nó rất là sáng và hồ nó rất là trong. Đó anh em thấy không? Shader này cực kỳ thích hợp đi dành cho những bạn đi tìm cái lâu đài ở dưới biển.
Khi mà anh em đứng trên mặt nước anh em sẽ thấy rõ, nhưng mà khi anh em xuống nước thì nó sẽ thấy rất là mờ nha. Giống như mình ở ngoài đời mà xuống nước thì mình chỉ được nhìn ở gần này rõ, mà ở xa thì mờ đó anh em. Đó, được cái phần này nhất. Rồi nước này, đấy, nó có mấy cục này để chảy chảy cũng hay. Đó, nhưng mà khi mà mình lên trên mình nhìn xuống thì nó sẽ trong suốt hoàn toàn luôn. À, mặt trời trên này và xuống đây nó cũng có cái đó, nó cũng chiếu là anh em. Ồ, nhìn chân thật không? Đấy, mình sẽ chấm cái này cũng là chính luôn nha. Và chúng ta sẽ tới cái phần shader cuối cùng là cái blur này. Thì mình thấy ở trên YouTube có nhiều bạn hay xài cái shader lắm nè. Nhiều bạn khen shader này rất là đẹp. Mình thấy đó, mình thấy trước mắt á là mình thấy cái cỏ ở đây nó rất là xanh. Nè anh em nhìn nè, nó xanh hẳn hơn mấy cái màu kia đúng không? Theo mình thấy thì cái này nè, mấy cái bãi cỏ nó xanh hẳn đi, nước nó cũng trong luôn. Đó anh em nhìn nè. Anh em có thể thấy được, nhưng mà nếu như mà sâu quá thì mình sẽ không thấy rõ. Mình nó sâu khoảng 5 lóc trở lên á thì mình sẽ thấy rõ, mà dưới 5 lóc thì mình không thấy rõ. Đây, mặt trời nó vẫn là hình vuông. Nhưng mà bạn gắn thêm cái reflect mặt trời hình tròn này nọ thì đó, ở dưới đây nè. Thời luôn, cái mặt trời nó đẹp cực kỳ, nó giống ngoài đời luôn. Này anh em, mình thấy giống, trời ơi đẹp, ơi đẹp luôn. Rồi mình đi tới đây nè. Đấy, bao đẹp luôn. Trời ơi đẹp kìa. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển tới cái phần là mưa nó nhìn như thế nào trong shader của mình nha. Rồi thì mình vẫn để cái shader là Barcelona. Mình sẽ chỉnh trời mưa Thunder. Đây lộn. Rồi, khi mà mình xài cái shader pack Barcelona á thì trời mưa nó sẽ tối sầm bầu trời lại như ngoài đời. Đó, mây đen kéo tới giọt nước nhìn nè, đó giống thật không? Nhưng mà nhìn nước dưới đất thì nó không thật nữa, tại vì nước hạ thành vuông. Nhưng mà không sao, vì nhìn xung quanh vậy được rồi. Phần mưa này mình sẽ chấm 8 điểm nhé. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái shader Trucapic, nhìn mưa như thế nào. Đấy, thì cái shader này nó không thích hợp cho trời mưa lắm, tại vì nó rất là tối. Khi mình cầm đuốc vô thì nó cũng không sáng mấy, nó tối quá này mà mình phải nhìn từ xa nó có cái gì hết. Nó còn bầu trời tối nữa thì mình sẽ không thấy bất cứ cái gì luôn. Nhưng mà được cái nó có sương mù đó, nó có sương mù nữa nè, mà mình đi lại gần thì nó mất sương mù. Mà nước ở đây nhìn nó cũng kiểu thật. Rồi nè, nó anh em thấy gì hết trơn, tối thui luôn. Rồi thì phần này mình sẽ chấm là 7 nhé. Giờ mình sẽ chuyển qua cái shader của Dr. Wick là cái shader này thì nó cũng chả có gì là đẹp lắm. Trời mưa thì cũng như bình thường thôi, mà cái mưa nó còn nhiều hơn, nó còn che mặt chúng ta gây rất là khó chịu. Mấy cái giọt nước nó động trên cái mặt mình thì mình thấy thật ở chỗ đó, nhưng mà còn lại thì mình thấy cái trời mưa này mình đi mình thấy gì hết trơn. Cái này cũng 6 điểm thôi. Chúng ta chuyển qua mấy cái shader còn lại là Cura shader. Hồi nãy mình nói với anh em á, là cái phần Cura shader hay dùng nhất mà đúng không? Này đây, anh em nhìn kỹ lúc trời mưa nè. Đó, anh em thấy không, có động nước, nó động lại ngay trên mặt đất luôn. Ở đâu cũng vậy hết, kể cả trên sa mạc. Ví dụ như mà nó không có mưa luôn, nó dụng như trên sa mạc á, ở trong Minecraft thì nó sẽ không có mưa đúng không? Nhưng mà nó vẫn động nước ở trên đó. Cỏ này cũng vậy. Mà sau khi hết mưa nó vẫn còn động nha anh em. Nè, giờ mình sẽ tắt mưa đi. Nè, nó vẫn còn động là duy nhất shader thôi. Nè, tắt mưa nè. Đó, trời sáng hẳn nha. Thấy không, mặt đất vẫn còn nè, đó. Nó vẫn còn nước, mặt trời vẫn chiếu xuống luôn. Ôi, nó vẫn còn động nước lại nè, nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mình chấm thằng điểm này chính. Trời ơi đẹp, ơi là đẹp. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái CS Ultra. Mưa nó như thế nào. Đấy, Thunder. Rồi, cái mà mình, cái này thì ở trong cái phần clip của mình có quay á anh em. Là mình có quay cái lúc mà chuyển cảnh á, trời mưa, trời nắng hay trời mưa ở trong tóc của mình á. Đó, thì mình dùng cái shader này, nhìn cái bầu trời đi anh em, nó rất là đẹp mà đúng không? Đó, nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi, anh em bấm F1, anh em cúi xuống đây giúp mình nhé. Hoặc là anh em bấm vào cái độ, đó, cái độ nè, khán giả nè. Anh em, giờ anh em đi nè, nó đẹp không? Thấy mặt nước nè, nó tối lại, trời thì cứ thám xịt. Đó, mình đi nè, nó cũng thật lắm chứ, 8 điểm nha, mình chấm là 8 điểm đó. Bây giờ mình sẽ chuyển vào phần shader cuối cùng là Extreme CS. Mình đọc tắt Extreme. Rồi ok, với cái phần này á thì cái mặt nước thì nó sẽ thật hơn. Nó sẽ nhìn rõ rõ được một xíu. Hồi nãy nó rõ thì bây giờ mưa nó sẽ mờ một xíu. Rồi cái chỗ kia thì mặt trời nó bị mấy cái mây đen nó quân lại. Nước thì nó cũng rất là đẹp. Đây, thấy nước rất là đẹp. Nên thấy không? Giọt mưa này cũng thật, cái giọt mưa này thật, nhưng mà có điều là nó không động lại trên mặt đất như cái shader kia. Shader kia mưa mà nó vẫn sáng, nó vẫn nhìn rõ được bản đồ, còn đây thì nó vẫn gọi là ban tối thôi. Thì anh em thích thì anh em cứ chọn một shader ở đó anh em xài. Theo mình á thì mình sẽ vẫn chọn cái CUDA, vẫn chấm CUDA là nhất nhé. Còn anh em thì anh em mình không biết anh em xài cái nào thôi. Ok, video mình sẽ kết thúc tại đây. Anh em thấy video hay nhớ like, subscribe, share giúp mình để mình tiếp tục cái video tập tiếp theo của Minecraft. Thì cái series sinh tồn và cái series thích thích á thì mình sẽ dẫn ra đều đều cho anh em, nhưng mà cái phần redstone thì mình sẽ giảm một chút xíu nha. Thì mong anh em thông cảm giúp mình, và anh em đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook. Và mỗi 7 giờ tối mình sẽ mở server để cho anh em được chơi chung và livestream ở trên Nemo. Mong mọi người bấm vô phần Nemo và theo dõi mình, comment và nói chuyện hoặc chơi game chung với mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Minecraft trên channel mình nha. Bye.
Mantap.